Thưa quý vị, quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ tiếp tục phục hồi đạt nhiều kết quả tích cực. Phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng tiếp tục được mở rộng và phát triển tích cực, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân. Đó là một số nhận định mà các đại biểu đưa ra tại phiên họp thường kỳ về kết quả công tác quý 1 và thông qua chương trình công tác quý 2 năm 2023 của Thành ủy Cần Thơ. Quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều kết quả khả quan. Ước tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 của thành phố hơn 4%, đứng thứ 7 trên 13 các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng cao nhất đạt 6,19%. Hầu hết các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn vẫn còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến các công trình dự án chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Từ cuối năm 2022 đến quý 1 năm 2023, một số công trình cải tạo nâng cấp đô thị được triển khai. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện chậm, một số công trình kéo dài thời gian gây bức xúc trong nhân dân. Về phương hướng nhiệm vụ quý 2, các đại biểu thống nhất một số nội dung như tiếp tục tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, chủ động các phương án, giải pháp tận dụng cơ hội của thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố trong quý 2 và cả năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân. Đây là nguồn lực quan trọng để dẫn dắt thu hút các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển xã hội.